Vũ xin chào tất cả mọi người nha. Cả tháng nay gần như Vũ không có làm video được, tại vì Vũ có một số công việc các bạn không giải quyết được. Công việc nói chung là cũng ổn định rồi, tại vì cũng gần Tết đó các bạn, công việc nó nhiều quá, nó dồn lại thì Vũ không có làm video được cho mọi người xem. Thì bắt đầu từ hôm nay thì Vũ sẽ cố gắng làm video thường xuyên cho anh em xem, thì mong tất cả mọi người ủng hộ lại mình nha mọi người. Thì, hôm nay Vũ có qua vào nhà một người anh, người anh này cũng là dạng nuôi chè lửa nhập đó các bạn, anh cũng dạng đam mê thôi chứ không phải là kinh doanh. Nhưng mà Vũ cũng định qua nhà ảnh lâu lắm rồi, nhưng mà bận biểu quá thì hôm nay mới có thời gian qua chơi. Thì bây giờ mình sẽ vô mình quay cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình đi vô nha các bạn, đi vô. Hình như anh quả nó trong nhà các bạn, nhà anh này khá là rộng các bạn, nhà anh khá đẹp, cái sân vườn rộng lắm các bạn, nhìn đã không? Xung quanh mai không nè. Ok, bây giờ mình ra làm sao, như mấy cái lồng chim của ảnh là làm sao các bạn. Bên đây nè, bên đây quá trời nè, đất rộng không nè. Anh xây nhà trọ bên kia mọi người. Ok nè, đó các bạn thấy đằng sau mấy cái lồng chim ảnh lạc không? Rồi, em chào anh. Sáng gọi điện anh sớm, nó ra quay chơi. Tại vì chim bên ngoài bữa nay anh rớt trứng rồi mọi người, nên mùa này mà rớt trứng sớm quá nên mình không có dám quay, không có dám quay rõ. Với thứ hai là mình nói chuyện hơi nhỏ xíu nha, anh em thông cảm nha. Nên không đủ đuôi. Không đủ đuôi hả? Thì hôm dịch sâu, trời ơi, mua lần tầng lễ 10 bữa không có sâu, nó cho ăn. Đi đi thấy mày. Anh mở cửa em đứng ngoài quay được không ta? Họ đừng vô ha. Ok. Thôi đừng vô anh. Anh mở vô trong hả? Ừ, mở vô trong. Nè, nó đang nằm rồi. Ôi con mái chết rồi, con mái đang nằm ổ các bạn ơi. Đang đẻ. Con mái đang nằm ổ nên mình anh gắn cái tổ cũng ngay cửa vô quá nên chắc mình không vô ha. Mình xem thấy không? Hơi tối ha. Đang nằm trong tổ các bạn ơi, còn con trống nè. Trời ơi. Cái đuôi. Ở con này là con nhập luôn ha. Hàng anh nhập hàng Indo các bạn. Ủa mà không có cây nào ngang cao cao cho nó đậu cậu múa hả nè. Đứng nhìn góc đó rồi các bạn ơi. Ủa anh không có cái cây nào cao ngang các bạn. Không lên cao, không cho lên cao. Ủa sao anh? Lên cao nó chạy nó hư đuôi nè. Ủa vậy hả? Ôi không biết luôn á. Cao quá. Nóng á, mình trời nóng á. Trời ơi, anh đứng chặn cửa anh Hoàng, tạo nó bay ra. Nó ra trời ơi, cái đuôi bạn ơi. Bữa tao mở quên cả ngày nó còn đi mà. Vậy hả? Có khi nào nó xảy không? Không, nó ra nó cũng đá nhà chút cũng vô. Con này mùa trước được nhiêu anh Hoàng? Con này mùa trước 28. 28 hả? Mùa này cái đợt dịch chỉ thị 16 Bình Dương mình đó các bạn. Cái này khoảng, con này có 27, giờ là 27, để nó không ra đủ. Không có sâu, thiếu sâu á. Thiếu sâu với thiếu giới mùa này quá trời lắm. Ủa anh làm cái hệ thống phun sương luôn hả? Phun cho nó mát luôn hả? Đúng rồi, nắng quá phun sương. Cái đợt rồi cái chỉ thị 16 bạn Bình Dương của mình giãn cách gần cả tháng trời. Anh bị hụt sâu, hụt giới, hụt mùa tươi tùm lum hết. Ủa ở đây anh có cầu cạo không? Không, không có cầu cạo. Không, trang cầu cạo luôn hả? Không có đường cạo. Mà anh có cho ăn không? Không luôn. Trời. Thả đây nó sao lúc nó có con á, nó có con nó thả vô cái kiếm vô á. Gì? Không phải. Cái con nó mới bay ra mình cắn. Vậy là mồi tươi chủ yếu của anh là gì? Dế thôi hả? Dế sâu mà gì? Dế mua hả? Dế mua. Ôi, mồi vậy nó đuôi nó ra đủ không ta? Không, không đủ nè. Mồi dế thì được. Cho dế chứ sâu mà chứ không cho ăn bầu. Hôm nay bọt cũng kiếm. Mà nó thật ra nếu anh cho dế sâu rồi thì bọt nó cũng ít ăn nó thôi. Cái nuôi cái lòng có chân á, lòng mình đóng á thì khác, còn đại này nuôi khó. Còn AV thì em cứ diệt kiến là mấy lòng em cứ diệt kiến em mệt luôn mà. Cái trại kiến bả kiến riết đuối u nó nuôi vậy đơn giản à, nuôi vậy hả? Đừng nuôi nhỏ đẻ thì dễ đẻ lắm. Mùa này là đồng cá cũng đẻ nè. Dễ đẻ lắm. Bạn xem không? Cái thiết kế của anh hoài cái lòng rất là đơn giản nè. Do cái cửa anh mở vô trong nên nhìn không rõ. Ủa cái lòng chim anh để gần cửa dữ vậy luôn hả anh hoài? Anh để lên hết à. Yeah. Muốn giờ đi tùm lum anh cột cái nào tiện anh cột. Chống rồi các bạn, tròn nó bay, cái đuôi nó đẹp. Cặp này qua đây thấy nó bắt cặp rồi nè.
thôi mình đi qua cặp khác đi, anh đóng cửa lại. Này là con mấy con à. Con đàn lại đông chưa đủ. Đây có một con mấy con thôi ha. Mấy con. Một con mấy con thôi. Đây cặp, cặp con, thành cặp con. Ồ cái đuôi. Ồ đuôi đặc. Ôi ôi. Ủa lúc anh nhập mấy cặp luôn rồi. Bắt này hai cặp. Hai cặp là cặp này đấy hả? Trời cái đuôi. Đang căng rồi. Cặp này mùa này vậy là bắt cặp được rồi, được lông được hơn ngon rồi. Bắt cặp rồi. Nó không cắn ra là bắt cặp rồi. Máy này phải tháng lưỡi nữa là cản được. Máy này đang ra nè. À, mấy con. Máy này ra không đủ. Máy này ra khoảng mấy con, mấy con là khoảng 14. Ủa là hàng anh con cản luôn hả? Ừ. Cặp anh cản. Anh có nhân chéo không hay là để chứ. Nhân cà le luôn? Ờ, con máy là con của con này. À. Nếu con trống là con này, máy là con tập viên. À. Cái vi của anh nên làm rộng hơn em nhiều. Em làm có nửa anh. Nửa nó hẹp lắm, mình vô nó động. Con có được mét rưỡi, mét hai. Nó thoải mái. À đúng rồi, thì bờ càng rộng thì càng thoải mái. Nhìn đã ghê không? 22 mét. Ồ, bên kia là con hàng con hay hàng anh mua à? Sao? Con kia này cũng dài ghê hả? À? Con kia là nay thắt à, con kia đuôi hư à, đuôi nó bị không đủ à. À đuôi không đủ. Hồi xưa là anh Hoài anh nuôi hàng 24, 25 nhiều lắm phải không? Nghe nói 24, 25, 23 nhiều lắm. Mấy 20 con anh cho hết luôn. Cho hả? Ừ. Trời ơi. 24 bây giờ em đặt bỏ cả chục triệu mà anh cho rồi hả? Trời ơi, hồi đó tao mua con cũng như không nhiều, con chừng 7 triệu, 8 triệu hả? Mà giờ cản thấy được, mới cản nó ra mà mình thấy không thích. À, cản cũng nở. Nó không đủ phải không? Không phải, mình cản nhưng mà mình cản thấy bắt cái vàng này giờ thấy vàng kia nó giạt là giạt luôn. Thế còn cái gì nữa? Hồi xưa em nuôi 22. Cái em bắt 24 về em thấy 22 thì em muốn ngứa mắt, em muốn đẩy cho vô hết, bắt à. Cho hết luôn, không cho mấy người lính này đâu nè. Hồi xưa anh nhập một đẻ một cặp, cặp này nè, năm rồi đẻ 5 lứa, mà lứa nào cũng 5 con hết đó. Trời ơi cái đuôi kìa bạn ơi. Ủa cái đuôi cái này đủ nhiêu anh có đâu hỏi không? Còn lại 28. Rồi lại đâu có chỗ đồ nuôi. Rồi lại anh cặp hay cặp lên chứ đâu có. Ủa cái giọng con kia lớn nữa. Ủa là xưa anh nhập hai cặp này với cặp trước hả? Cặp đó nha mày. Ủa kìa con này. Con này thì con mà. Ủa con có hả? Ừ. Mép hả? Ô. Mép hả? Trời ơi. Mép hả? Mà mối thôi mà là vậy. Anh đang mối gì? Mối càng mà nó mối cút á. Mối ổ hả? Đúng rồi. Ôi. Mối lù xù á. Thì đó em cũng hay cho chim ăn mối đó. Nhưng mà nó ăn là lúc nó rớt lông á. Lúc nó rớt lông đều rớt hết rồi bắt đầu mình cho ăn. Anh cho chim kiến hả? Mối với dế không? Mối dế sâu vậy? Tính ra anh nuôi chim đơn giản thôi chứ. Loại nuôi chim đơn giản chứ làm nuôi chim nó kỹ như mấy ông đại chim nó nuôi kỹ quá mình nuôi cực lắm. À. Lúc sao? Mình mua của ông Lý Minh một con 25 triệu mà về cái không biết nó bị sao nó giật nó chết cắt. Vậy hả? Ờ cái mua thêm con nó cũng chết luôn. Thế này nên qua Đồng Nai mua của bạn bên Đồng Nai dặn cho nó dặn gì giờ nhập gì giờ mua bên nó lấy rồi. À. Nó về cái nó đẻ được, nói chung nó cũng bỏ vậy giờ chết, bỏ vậy chết. Bỏ vậy, nó ăn mạnh chứ mà anh mua à? Ăn mạnh rồi đó, nhưng mà về phải không? Để dụng đá nè. Vậy hả? Đá chết rồi không biết, đá ăn máy, nhưng trống đá. Ủa, còn cái con này sao anh? Nè, nó nè. Ủa, cái này lứ anh 2-3 lớp em không quay được luôn. Ủa, dưới cây em luôn. Con này đuôi này nó đủ. Con này là... Con này, đủ hết. Con này góc nó sao anh? Con này nè. À. Con này thì nó ok lắm, con này thì anh mua lại. À là con chim bỏ của người ta anh mua lại hả? Đuôi không đủ mà dài ớt rồi trời. Con này chắc giờ cũng được 26 không anh? 26 hả? 26 hơn 26. À. Đuôi nó kiểu như nó không đẹp á, thiếu chất ha. Anh thiếu nó dáng. Ờ. Con này tôm không ạ? Ờ, nhìn đẹp quá đuôi tôm không? Tôm như thẳng là không thèm, nó tôi thẳng. Tôm hay lụa hả? Tôm lụa. À. Trời ơi đẹp quá. Sẽ không? Ờ. Em tại có ông anh đang nhập lửa xin á, em tính nhập lửa xin mà lửa xanh thì nó lửa trâu. Nó bự lắm. Bự mà đuôi. Con nào mấy mầm tay thì vô, cái này đuôi sẻ không à. Ừ. Thực ra thì em thích đuôi dài với nít chơi thôi, còn mà sẻ trâu gì thì ok em chơi hết à. Nhưng mà sẻ thì nó đẹp hơn ha. Đập đuôi nhìn nè.
Châu thì về bữa là anh rảnh rảnh có bữa ăn xuân kiếm con bông về cản cho anh kiếm bông hả? Con này không đủ đuôi, đuôi hư rồi. Đuôi, đuôi hư. Xui là cái tạ mấy cái lồng chim của anh hoài anh mới mùa rồi bị dịch hết mọi người. Nên sâu mà nay mình mời bữa nửa tháng mới có được lon sâu cũng đã. Nửa tháng mới được lon sâu hả? Ừ. Chứ qua bên vừa sâu đâu có sâu đâu. Chứ qua hết qua sâu rồng ở đâu có ăn. À. Anh hoài anh nuôi kiểu như nuôi chơi đam mê mọi người nên anh không có gây ra trại thì lớn, anh không có chủ động hồi tươi mọi người. Hầu như là anh đi phải đi mua. Mà anh mua cũng kiểu như lúc đại dịch á, sâu nó bị đứt á mọi người, sâu rồi dế đứt hết rồi, chim nó thiếu chất. Ôi nhìn mấy con này đập đá quá ta, thiệt luôn á. Nhìn dòng thứ lửa mà anh nuôi chừng con trên... cỡ này giờ nó bán 900 tiền con ạ. À, từ nết nữa cái cặp con này mù sao này nữa mép mà phải không mép con này cặp mép, nó mép hết luôn. Dạ yeah. Cặp nó cặp mép em cho anh em trống thì em cho nó đi hết, còn máy em giữ lại tại em giữ máy lại là em nhân á. Em giữ lại mấy máy đã. Dễ cản á, anh thấy nó dễ cản lắm tại vì cái con này cặp mép này là buổi đầu tiên á thì lúc nó được vừa chuẩn bị đủ đủ lông á là anh đưa qua nó cũng đá con kia đầy đầu á mới ra đó. Đá ngay nhưng mà cần lễ là nó quen à. Nó quen là nó bắt cặp rồi. Con này chuẩn bị đẻ nè. Cặp này mới đẻ nè. Còn cặp kia là cặp thừng của nó. Nó máy nó đủ đã, máy mới ra được đã. Ờ. Chưa đủ á, đuôi nó còn ngang thấy không? À, chưa cong không? Chưa cong, nó chưa nhọn, nó chưa nhọn đuôi. Nó phải nhọn đuôi nó mới đủ. Mới ra chưa xong mà. Hai con này với con kia chắc là nếu mà ra bằng thì chắc ngang nhau anh ha. Ừ. Con này. Ồ. Thằng này vẫn giống mấy đã nè. Trời ơi. Ủa hàng anh là lúc mà ví dụ như có chim non là người ta tới người đó hay là anh rao bán hay là người ta đặt hay sao? Chứ mình đăng lên rồi dưới Sài Gòn lấy. Vậy hả? Thu ở Đồng Nai dưới Sài Gòn. Để em biết em đặt đó mà, em có người đặt chưa để em biết em đặt đó mà. Thì cứ dạng này tới ra thì anh hú. Yeah. À, vậy ra anh hú em ha. Mà cứ bán là ổ vậy chứ không bán từ con. Vậy bên kia là gà hả anh Hoài? Gà mày nhóc nuôi chơi mà, thì đó nuôi cu. À đó, nhớ hồi xưa nhớ em nói anh thả 100 con cu vô một nguyên cái lồng đó, cu anh nuôi hết rồi mà tụi nó nhậu hết rồi, cho nó nhậu được mấy bữa hết rồi. Hồi xưa nó ăn cu, gì mà cu đất hả? Hả cu đất hả? Cu đất á. Nó ăn khoảng người ta được 40 con à, mà nó ăn một tháng đó, 2 tháng gì nó ăn phải 3 triệu mà đẻ được ra chừng mười mấy con chứ chết nhậu luôn. Nhậu hết. Cho mình nước nhậu sạch. Ủa xưa anh chơi gà rừng đúng không anh Hoài? Chơi gà rừng mà ở đây chẳng được. Sao kìa? Bên đây nuôi không được, bên đây nuôi cũng bay ra nó xảy đi. Vậy hả? Xưa anh Hòa anh chơi gà rừng vậy. Chơi gà rừng nằm bên ngoài này, ngoài đất ngoài này, ngoài đối diện trường học này. À. Nè, nó đang ấy nè, bên đây chơi được 3 trứng rồi đó. Nó đang nằm trong tổ các bạn, nhưng mà nó hơi... À. Bên này đẻ 5 trứng không? Mình Hòa mình thấy cái đầu của nó nhưng mà các bạn chắc không thấy, tại nó hơi tối trong góc đó. Mà mình không dám quay các bạn, tại vì chim... Tại chim nó đẻ thì... ăn chế động tổ lắm. Ừ. Một cái đuôi. Ờ nó dữ lắm. Má tới hồi nó có con rồi đá rồi. Giờ bắt con nó đá hơn đá đầu không anh? Đá đầu đá dữ. À, em cũng bị hoài mà. Giờ thấy lại ổ luôn là tàn nữa. Thiệt ra lửa nó đá còn bị giỡn anh. Em mà vô bắt hú là em phải trùm cái nón cái tai bèo em vô, em trùm hết lại, khẩu trang hết lại. Có bữa em còn phải sợ, còn phải đeo bắt kiến nữa mà. Cú đúng đẻ không? Không có anh. Hai cặp. Hôm đó anh cản khú ở đây nè, mà cản dính lên. Cái đó là nó còn thà lên con gấp xuống làm đi rồi cái đẻ giải rồi bởi gấp dẹp luôn. Em tổng cũng được mấy cặp da bò, em kém vài cặp. Bây giờ da bò đỏ đỏ, đỏ đẹp đẹp, bây giờ kiếm da bò khó cực kỳ luôn á. Nó đang bán cho bà Hà rồi đó. Vậy hả? Ủa nên bà Hà bán luôn hả? Đúng vậy. Mua cặp nó mấy triệu, bán rồi mấy đồng bạc đó. Anh Hòa thì anh đam mê các bạn, anh đam mê mà anh như anh phá tiền vậy mọi người. mua nhiều lắm, lúc mua đam mê ghê lắm mà lúc bán rẻ rồi à. Trời ơi, nổi tiền lồng rồi đó, nổi tiền lồng nó như 700, 800, 900, to rồi biết nhiêu cái lồng cho mua gì cho. Nhiều con đã lắm rồi. Lúc mà... Còn nuôi dễ dễ, nuôi về dục cho nó, mình dục cho nó ăn. Đúng rồi. Nhớ tự ăn vậy chứ còn mà nuôi cái kia phải nhỏ ngày, mỗi trăm mình đâu có thời gian rảnh đâu. Lúc lúc mà
em nuôi AV xong là coi như là gần như chim này em tắm hết rồi AV, em không để lòng lòng. Đúng rồi. Tắm mệt lắm. Tắm từng con cũng mệt. Cái con kia ra dạo nó đang căng hơn. Đây giờ căng hết là con nào căng hết. Giờ máy là đưa vô lên nè. Hiện tại anh ghép được hai cặp ha. Hiện tại ủa cái máy này chưa đủ tuổi hả? Không ghép con kia. Máy này chưa đủ ăn nè. Máy mép luôn rồi. Con này đủ tuổi thì qua đêm qua con kia cũng được ha. Đây con kia. Thì chưa ra vậy. Cho con máy vô đây trước rồi anh sao này máy này quay bên kia chứ không có để cho nó gần nhận nó cắn nè. Chập lòng đó chết. Ta chết luôn. Đúng rồi nãy giờ em có để ý là tại sao mấy cái nhích ngăn của anh không có làm mà ngăn cho nên bỏ khoảng này nó nuôi con. Khoảng để chim con thả nữa. Lỡ chim con nó sung quá nó bung đá chà nó không ta? Không. Chim con mà nó có dám đá. Thì nó đủ lông, nó ra đủ lông rồi nó mới dám tự chứ còn nó dám tự. Mà mình đâu có tới lớn đâu, có gì tới lớn mà. Anh nuôi chim con là anh đi hết rồi ha, anh cho đi hết ha. Nhìn đã 20 trước xong lên tới 22, xong lên tới 24. Mà em mua 24 giờ em nhìn thấy 22 em ngứa mắt cực kỳ luôn. Mà em đâu dám cho như anh. Em bán với giá rẻ mà kiểu như bán muốn bán cho đi nhanh á. Bao nhiêu cũng bán hết. Cái này cho á, cái này nuôi. Dạ. Cho nó nhắm cái này. Quà nó anh phá tiền quá các bạn. Anh không phải anh phá chim đâu, anh phá gà, anh phá đủ thứ luôn á. Lúc mà mua là có tiền là tại anh Hoàng cũng dư tiền quá mà anh Hoàng. Biết nhiêu tiền mà gây được bài chim này, biết nhiêu tiền chim. Là chừng nào anh chán? Không, cái này chán nữa, giờ nuôi có đâu chán rồi. Chán đi chứ, chán em xin chứ. Nghe không chán buồn chứ trời. Không anh nuôi anh, nếu mà anh bắt lửa bông về mà có thể anh chán này đó anh hòa anh nói thiệt đó. Bông thì cũng vậy thôi, tùy con lửa bông chỉ em 2-3 thôi, chỉ ở máy mình thôi. Bữa có con hồi xưa em cũng có cơ hội đặt một cặp bông đẹp lắm, bươn 24 con máy hay bông 50%, trời nó bông 50%, nhìn đã cực kỳ. Chứ anh nghĩ là đây chứ lửa bông không có đi dài, không có là nhỏ, lửa bông bự con nhỏ như rừng mình đây thì 20 là dữ lắm. Thì Việt Nam mình cơ bản nuôi nó đã ngắn rồi nên đánh rồi đó, đánh hả, một năm anh đánh cậu 2000 lửa, mà có con nào rừng mình mà được 25-23 đâu. Hồi xưa anh đánh ở đâu? Đánh xuống cao xuống nhung rồi đánh nát hết chứ. Đây hả? Xuống cao này xuống rồi rừng. Ủa vậy tính ra anh chơi lửa này lâu lắm hả anh Hòa? Cũng gần 2 năm hả. Trời ơi anh chơi lửa lắm ngày đó, ngày 14-15 con biết không, mà giờ đó mới có 30.000 con rồi. Bình Dương có 30.000 con, tôi ghét gì tôi phá hết chứ. Anh tính rồi, tính ra hợp niên anh nuôi lửa tới hai mấy năm mà nghĩ sao mà mình đua lại có hả, cứ đi buổi là mười mấy con về đâu có làm gì, bán 30.000 con sâu đó bán 10.000 con mẹ rồi, qua bà Hà nhìn nó không mua nữa rồi anh ghét. Thì họ đi đánh chim vậy đó, kiểu như mình bỏ một hai con đầu thấy vui vẻ lắm, bỏ thêm mà hai lô sao nữa. Đâu có máy bây giờ đi hút gió thấy mẹ luôn, có máy hút như giờ đi vô rừng mẫu máy kêu đánh đâu. Nhỏ cũng có mà đánh được lắm. Hồi xưa chắc đánh lục không hả ta? Đánh lục không chứ đâu có kiểu như nẹp sâu rồi đủ cái giờ đủ thứ trò hết ha. Con này nhìn đã thiệt cái chứ. Cửa này anh mở vô luôn à, anh làm giật thôi hả? Nắng là nó kêu ghê lắm. Bữa nay mù quá. Giống hai con này chắc con nào giống nhau hết á. Em con này để là lỡ lứa đầu hả? Con này là con mép. Không, ý con mình chơi trước á. Năm nay đợt này lứa đầu phải không? Năm này phải không anh? Lứa đầu năm nay. Ok. Em cập nhật thường xuyên coi. Em chạy xuống em lấy con ha. Em lấy đi. Này mép không nè. Trời ơi. Mép mà dày rồi hả? Trời ơi. Đã thiệt. Con này mới thay lông chưa xong. Con máy này mép luôn hả anh Hòa? Mép luôn, hai mấy mép rồi. Ba con này là mép hết. Cặp này mà đẻ hú em cái anh Hòa. Để nó đẻ cái này, nó bắt cặp rồi đó. Ok, để hú. Con này phải mà. Thôi mà. Anh Thảo bên kia đi. Thôi mà cũng không nói trước mấy con thì dòng thứ vô mà đặt nguy hiểm lắm. Thiệt nó không đẻ, thiệt luôn, em bị vài lần luôn á.
ta vô Phú ơi Phú không nó để bình thường không biết tâm để linh để nó giận giỡn thôi kiểu như yếu tố tâm linh đó đâu có đẻ ra đâu cái cây gì mà lót trong cái bồng cây đó đẻ mà đâu thấy đâu mà như mà thấy chim mất tiêu không biết đâu hết cái ụ mèn nó chết rồi vô áp mà khác vô đó tè lè hết không biết nào con ổ đâu biết đẻ đâu lót bọng chứ đó làm về cũng đâu tính đẻ liền đâu giờ có năm nó đẻ. Ủa anh làm tổ chim cũng đơn giản, anh nuôi cái gì cũng đơn giản hết ra. Cái tổ chim anh làm cũng cực kỳ đơn giản luôn. Hồi xưa em làm kiểu này nè, nhưng mà em gắn trên sát mới tôn quá, để em gắn trên cao quá, không, nó nóng quá. Cho em đổi thành thùng gỗ. Em thấy nó lâu lên đứng cao rồi, thấy nó nóng rồi, nó vừa còn há họng rồi. Nó há cây sắt, nó không nhìn cao đâu. Đó là phần xương cho nó lưng vậy. Đúng là cái con hình đồ nó cái, nó sẽ ha. Còn con đưa sẻ mà anh lạc là anh coi đưa sẻ rồi mất rồi đi mới sẻ rồi anh mới sẻ hả nữa bự luôn quá cái đúng con rồi. Cái con xin bữa em coi trên hình đó là nó bự gấp hai con này của anh luôn nè đúng rồi con nặng lấy nhiều gần tên nhưng mà được cái là cái bản nuôi của nó cũng vẫn bự không chơi vậy đâu nuôi vậy cực nuôi vậy mình về mà nuôi nó không có đẹp chứ thì nhiều gần tên thì nó không sẻ không có lụa được như này con bên kia cũng ghê vậy hả con dữ lắm con dữ thế lắm đấy hả mấy con nào giọng cũng hay lắm anh có cho nó học giọng gì không mấy con mép lên nè học giọng hai con này không để mấy con này nó tự dạy luôn ha nó đã mà tao nó tôi giọng sổ thuốc lào hay ớt nữa hả ổn cũng nghe rồi sao cái đã hai con mà nó giọng lớn ghê á giá trị của thầy nhập ủa hồi xưa anh có mối anh nhập về thì anh nhập nhiêu cặp anh hoài trước anh nhập như là một con máy máy thì anh mua máy thường chứ không có máy đường đô máy thường ở đây hơn mấy rưỡi anh đánh á à bây giờ mình hỏi anh mua còn trống thì nhập con 50 mấy triệu con này 55 nè con kia 37 triệu đúng rồi con kia là hàng gì đô luôn hả nhưng mà đuôi nó đẹp lắm chứ dày như nó hư bữa nay nó hư uổng quá ha rồi đó mắt của anh Minh con 25 con 15 mà về thì tự nhiên nó trúng gió sao đợt nó trúng gió nó giật chết thì bữa em muốn coi cái đại anh Minh anh thấy cũng 25-26 là nhiều ít thầy của anh Minh đó còn 25 năm con 26 năm mà giá anh Minh mà giá anh Minh cũng chắc ha chắc ha anh có mối nào giờ mà anh nhập lửa ngoài ở đâu chung không thứ hai là anh giống như anh gọi là anh có thương hiệu con chạy á nên anh bán cái giá gọi là có thương hiệu á nên nó khác nữa mình cũng kinh doanh mình nuôi chơi mà dạ nên cái giá nó mềm hơn dễ mua hơn ok con này đó đâu phải vậy nó khủng nó phải về đâu vậy hả giờ nó nghẹn hết hai phân rồi đó à khủng lắm chứ bao giờ đâu nó tính đuôi mà con xưa con kia đuôi thấp hơn hả con kia là đuôi có 27 à nó đuôi 27 mà 27 hơn 27 gì đó còn con hả đuôi 28 mấy nữa 27 đó anh để em nhiêu nói để luôn chân luôn rẻ hơn 10 triệu thôi 10 triệu à để lại bắt hai cặp hơn hai cặp thôi không có nhiều ngán lắm anh để hai cặp này phải không anh để cho con máy mày mua hai máy này muốn bắt con này mà máy bắt này hai con này bắt nào cũng được đó không em bắt trống thôi à bắt trống rồi à bắt trống rồi bắt nó vậy bắt. Anh để lại máy được không được ủa còn máy không được bắt phải bắt máy vậy hả em giờ máy quá trời em tính bắt trống mà thì máy giờ nó đẻ mà giờ bắt đâu có đẻ được tại khi mà nó đẻ con máy con này nó đẻ xong con rớt ra nó đẻ tiếp con chuyện là nó đẻ tiếp à. Con trống sẽ đúc một con chứ máy không đúc vậy hả ừ. Anh không bắt ra luôn để dưới luôn hả đúng. Thì bỏ luôn vậy khi nào lớn là muốn bắt ra đưa lòng có làm lòng sẵn bắt ra đưa vô à. Nó bay nó mẫu đều nó biết mẫu rồi khi nào mà con máy này đẻ con kia nở nữa bắt ra à nó lạ lắm không để cho nó đúc hai tổ phải không đúng rồi à, con này nó ấp nhau á nó rớt con ra lận lên nó đẻ tiếp khi mà nó rớt á mình móc rác dục ra con rác dục ra là tự nó lót lên biết nó lót lên mình biết mà nó biết được mình canh nó được đó cái đầu con rớt cái này nè con trống chi cho ăn cái nó ấp lên ra cho ăn phụ khi con kia nở rồi cái này bắt cái này ra là anh cho nó lót là tổ mới luôn ha cho nó sạch sẽ đúng không mình không có cho lấy là có phủ nữa à đúng rồi chứ thì nó đẻ truyền ra nó bay nó hết rồi mình móc hết dục rác ra anh Hòa anh nuôi cực kỳ đơn giản luôn coi cái máng nước của anh nè nó nói rong rêu tán lại chưa thay
lửa nuôi dài, lửa nhập Indo mà nuôi thấy chán không rồi các bạn. Vậy mà nó đẻ như thường á. Ok, quay lại cái con mười mấy triệu anh Hòa anh Chi mình thử coi. Ở đây là anh em quen biết mới chia cái giá này nha các bạn. Chứ bình thường đâu. Chứ bình thường là ngay cả thằng bà là mệt đó. Chứ bình thường là không có giá này đâu. Cái con này nó bị hư đuôi uổng quá anh Hòa ha. Mở cửa được không Hòa? Được. Ủa ngựa ở dưới hả? À dạ. Mình chui vô thử các bạn. Mình đóng lại. Đây các bạn. Con này năm nay bị hư đuôi rồi, uổng quá. 5-6 các bạn. Hư đuôi. Do đợt rồi các bạn cũng thấy cái cách nuôi của anh Hoài ha, anh cũng chắc không có chăm kỹ rồi đợt rồi bị hụt bồi tươi đó. Anh bỏ bơi á dẫn tới hư đuôi luôn. Đối xù lông á luôn. Vậy hả? Anh mà đối xù lông hết luôn. Anh có bỏ cám đại vô cho nó. Không cám gì hết. Tao đi chay luôn rồi bỏ luôn. Anh Hoài này anh nuôi chim kiểu như anh đam mê á, anh cũng không có anh mê anh nuôi vậy á. Chắc là khi gặp về nuôi ta đi. Từ trước giờ anh có đo bao giờ để chết con nào anh Hoài? Không. Hay bỏ, không có bỏ chết nhưng mà nó bệnh nó chết thì có. Yeah, tưởng đâu. Gió về đá nhau thì có chết có. Em bệnh là không có bệnh. Em tưởng không có chết đấy. Em tưởng anh Hoài anh nuôi là buồn buồn anh bỏ anh đi chơi đâu cái tuần là về chim chết chết sạch. Không. Anh đi là phải chuẩn bị trước, đi là đổ một mâm sâu vậy đó. À. Còn không có sâu rồi kêu mấy lính nhà cứ đập mối ra cho nó ăn. À. Ok, buồn quá. Chia luôn. Cặp luôn hả? Ừ. Ủa, tiền đây tiền đây mua cho nổi. Sao nó vậy? Cũng như chia đó. Đang nằm có lợi khác. Thôi chừng nào anh chán anh cho em thôi chứ. Hai con máy, ba con máy đã lắm. Bữa nào anh có lên nhà em ghé nhà em chơi. Có gì tư vấn cho em sơ chút xíu chuồng trại rồi nọ. Em làm kỹ quá không được đâu, đừng làm kỹ quá. Chim ở rừng mà cái nghe thiên nhiên như rừng vậy vậy. À. Làm kỹ sạch sẽ quá không ấy. Nó còn bư, nó còn kiến, nó còn bám đất rồi vậy đó. Rồi. Anh làm kiểu vậy nó xuống đất nó ăn nhiều rồi ha. Rồi. Này đủ chất ha. Có nhiều ông thấy nó tại trải nền xi măng luôn á, sạch sẽ không mát luôn. Không có đạt. Cái trồng nó kiếm làm cỏ luôn đó mà làm không mập chứ. Yeah. Ừ, nó có rừng mà chứ là có rừng nó được. Rồi. Thì nói chung nó dễ đẻ đó. Hồi đó anh chưa có trồng cây thì nó chưa mập á. Thì cái trồng bình thường nó vẫn mập nhưng mà để cho nó dưới lâu lâu nó xuống ăn đất. Yeah. Nó bư đất nó kiếm đất nó ăn nó cũng ăn đất mà. Rồi cái nó mối nó đem về đổ với nó giặt ăn nó bư nó ăn. Trường sáng đang sáng chưa? Chưa ăn sáng hả? Tiệm này chưa đi. Sáng tính chạy ra sớm rồi anh đi uống cà phê. Chưa đi luôn, thì tao tính đi cái mày điện cái tao anh gì đó. Dạ. Sáng đi uống cà phê. Chừng nào anh chán anh nói em nha. Anh nuôi này mới đầu chán dễ dễ rồi. Dạ. Trước thì chán là đứa nó bệnh nó chết vài cặp mình không nó. Anh mà đi mua mấy con bông đi để nó thiệt. Về là anh chán cái con này liền. Không, bông không có đi dài chứ có tụi chạy tay rồi. Có lắm làm hai cặp bông mà tôi căng bên đi kia làm hai cặp bông rồi. Vậy hả? Bông hồi đó xuống mình cũng chia con cả 100 triệu chứ mà con nào mấy cũng mát lớn. Ừ thì bông thì nó vậy rồi. Mà tại vì chim thường thường nó cũng sợ điện thoại, sợ máy quay lắm. Mình vô mà mình còn chụp nữa em sợ lắm. 3 trứng. 3 trứng à, nhanh ra. Nhanh như ta. Để con này để 5 trứng. Ôi 3 trứng. Rồi ok. 3 trứng à. 2 ngày nữa ấp. Ngày đem trứng hả? Ngày đem trứng. Cái đủ cái giới để vậy nó ăn mấy con này thì giới lắm. Từ ngày 2 ngày không có giới là gặp bệnh cũng bay dai mà luôn. Vậy hả? Bữa này không được quyết đâu. Em không có dám ghép trùng thử coi nó có trùng không? Ghép thử trùng quýt cho nó bắn không? Tao không có ghép thử trùng quýt cả. Quá à. Nghĩ anh ghép tại trong rừng nó nói chuyện giờ lửa đâu còn đâu. Mà khu đó còn không còn con, nó cũng có đẻ suốt rồi nữa anh ghép thử. Em cũng có một ông anh nói là ông đi rừng á, khi mà đi xuống á thì nó đẻ xong đi chuyền, nó bắt cặp chuyền luôn bắt xong nó trống rồi xong đâu, rồi, đâu. Ừ.
mà vẫn còn con đóng bò, con đóng trận đó thì nó đẻ tiếp thì nó anh nghĩ nó không trùng huyết. Tại mình nuôi mình sợ trùng huyết, một lần mình nuôi đẻ ra mình thấy thời gian cực lâu rồi mình sợ, anh nghĩ nó không trùng huyết. Để tao thử lần này tao đẻ, tao cản thử gặp để thử lần thử coi, thử trắng không biết trắng không, nhưng mà sợ thử con nó có yếu hơn không, nó có bự hơn không, hay là nó thích rừng nó cũng bình thường. Tại thường anh đánh chỗ đó anh đánh trống là hết quyền đó, giờ còn có một con trống trận đánh được thôi. Ừ. Nó nhưng mà vẫn máy thì vẫn còn nhiều, nhưng mà thấy nó đẻ nó ra mùa nào nó ra chiền quá trời, anh nghĩ là cái con nó chứ sao tụi biết được. Tại anh cản này có rồi, có thấy mẹ gì, anh đâu có kinh doanh cái quỷ đâu mà anh chơi mà đẻ anh bán bớt, chứ anh đâu có kinh doanh, tính kinh doanh là phải làm khác chứ là vậy. Kinh doanh là phải làm lòng huy để nuôi, nuôi hết con hay nào mà nó lớn mùa nó ra đuôi mới đo anh bán được, con này bán bậy vậy chứ bán bay sâu rồi chứ có lợi lớn gì, thích thì chia ra nuôi chứ đâu có. Anh có bán trống không hay là bán máy không? Bán thì mình cầm vậy đó, anh cầm luôn hả? Ừ. Em con bây giờ nó con nó mình Minh rồi, Minh con đó con 28 nó phải rồi anh Minh này. Nói gì nữa anh Minh thì số giá mới cắt cắt á, bắt gặp đây để cho để vậy mới mới không cố được rồi, không phải suy nghĩ mà là không có đủ tiền không chứ phải suy nghĩ. Suy nghĩ không cần suy nghĩ rồi đó, mua mua đồ đâu mua mà không lửa mà cặp đó mà con 28 mà đuôi 40 thì chắc không có ra đâu. Dạ có, đúng có rồi ra. Khó có hàng không, không có hàng luôn chứ. Không, con 28 mà bữa em có hỏi con 28 mà một mình con có thôi á. Ừ. Là hơn giá của anh nhiều rồi. Bữa em thấy rồi. Anh nuôi thì nuôi chơi vậy thôi chứ. Dạ. Thích nuôi nên đẻ con chơi chứ đâu có phải kinh doanh đâu mà. Rồi địa chỉ anh Hoài mình giấu nha các bạn, mình không có ảnh muốn công khai nhưng mà mình không công khai nha. Các bạn tới các bạn hốt chim hết thì chết mình. Mình thấy kèo hôm á mình không công khai cho các bạn. Rồi ok. Rồi, xin chào các bạn nha, em chào anh Hoài nha, anh Hoài đi ăn sáng nha, tên này nãy giờ phiền anh Hoài quá các bạn. Rồi ba anh Hoài. Vũ cũng xin chào tất cả mọi người luôn nha. Thì video này nó hơi dài tí xíu nhưng mà Vũ tại cố gắng muốn quay cho nó chi tiết nó rõ ràng nhất á, để các bạn có thể học hỏi được anh Hoài một cái chút kinh nghiệm gì đó. Tại vì mỗi người nuôi á các bạn có một cái cách nuôi riêng, có một cái kinh nghiệm riêng. Vũ cố gắng Vũ tìm tới những cái người mà nuôi chim sinh sản gần gần á, khu vực của Vũ nè, Vũ quay để Vũ thứ nhất là giao lưu kết nối với tất cả mọi người, thứ hai là Vũ muốn cho tất cả mọi người cùng nhau giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm với nhau mọi người, để mà mình có thể học hỏi để nó hiệu quả hơn trong cái việc mà mình nuôi chim sinh sản. Thật ra không phải nuôi chim đâu, tất cả những cái dòng động vật mình Vũ nuôi á thì Vũ cũng muốn giao lưu học hỏi với tất cả mọi người. Thì video của Vũ đến đây thì Vũ xin dừng. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem video của Vũ nha. Vũ xin chào tất cả mọi người.